Chào mọi người, hôm bữa giờ có một cái thằng đó, ông nội đó, ông biến thái á mọi người. Ông cứ vô tiệm của em, cứ ông mở phim bậy, ông vô ông coi á, một hai lần rồi không nói. Nhưng mà một lần thì ông nói này mấy lần luôn mọi người. Nhưng mà với cái thái độ của ông á, mỗi lần ông lại á, là ông nhìn trước nhìn sau, ngó nghiêng ngó dọc coi. Với lại ông canh cái giờ mà không có xung quanh người ta đóng cửa nghỉ ngơi hết. Người ta đóng cửa nghỉ ngơi hết thì ổng mới qua á mọi người, với lại á nhìn cái mặt nó kiểu biến thái lắm luôn á. Nên là bây giờ em hôm bữa ổng vừa mới qua, em có đóng cửa nhưng mà bữa đó xung quanh không ai mở cửa hết trơn á, cái em cũng hơi rén rén nên em không có nhận ổng làm. Giờ thì em sẽ gọi điện cho nó nha mọi người. Kiểu cũng bất ngờ lắm luôn á. Em sẽ điện cho nó xong em kể kỳ hẹn nó qua làm, xong em sẽ đặt máy quay nha mọi người. Để em quay lại bằng chứng là nó vô trong tiệm em nó biến thái nha. Em có luôn nó tên là biến thái nè mọi người. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao với cuộc gọi hiện không liên lạc được. Cuộc gọi được tính theo cước thoại thông thường. Tắt máy rồi. Nó ở gần em lắm mọi người. Nãy em gọi nó không được nha mọi người, giờ em gọi lại thêm lần nữa. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách cuộc gọi hiện không liên lạc được. Cuộc gọi được tính theo. Anh quán đi làm rồi. Dạ hả? Tưởng anh rảnh qua làm không có khách gì hết, chứ lại xung quanh ai cũng đóng cửa hết rồi. Dạ. Qua làm đi, qua gọi đầu đi, bữa giờ qua hoài mà em không làm được. Qua nha. Nó qua mọi người ơi, để máy quay nha mọi người. Em lấy một điện thoại em để đó thôi. Giờ thì em mở cửa em đợi nó qua. Mọi người em ngu gì em mở cửa, em đợi nó vô để em chuẩn bị tinh thần chứ. Em không mở cửa sẵn nha, đợi nó tới rồi em mới mở cửa nha. 15 phút rồi nó nói nó ừ, cái xong mà nó không có nói gì nữa, nó tắt máy. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp cho thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Nó không nghe máy. Nãy nó nghe máy, nó chặn số điện thoại của em mọi người. Nó số điện thoại khác gọi. Có qua không anh? Có đi. Để chân lên. Chị tên gì? Chị vợ của anh ấy đúng không ta? Chị em có chuyện này muốn nói với chị nè. Em nói nghiêm túc nha. Em cũng biết chị cũng lâu rồi, chị em mình cũng biết nhau cũng được. Chị cũng qua đây làm, anh cũng qua đây làm mấy lần á. Em muốn hỏi chị là không biết ở nhà anh kiểu ảnh xỉn thì ảnh có những cái hành động này kia nọ ấy không chị? Kiểu như là hàng xóm này kia nọ không? Thì chị cũng là vợ của ảnh rồi thôi, em cũng tôn trọng nên là em cũng nói cho chị biết luôn. Là ảnh á
có mấy lần nha, em không biết là ảnh xỉn thiệt hay xỉn giỡn. Thì ảnh có vô vô tiệm của em, ảnh cắt tóc, à ảnh không cắt tóc, ảnh gọi đầu, gọi đầu lấy cái tay, ảnh mở phim xét ảnh coi chị. Anh mở phim xét coi, em yêu cầu ảnh là tắt điện thoại nhưng mà ảnh vẫn để hình, cái vẫn để cái tiếng đó. Đó là lần thứ nhất em không nói gì nha, em còn lưu hình ảnh của camera nha, em có camera cả. Thì thôi em cũng không nói, em cũng nghĩ là ảnh xỉn thì kia nọ thôi, anh em cũng hàng xóm, ảnh cũng qua làm em cũng nhiều lần rồi, chị em mình cũng biết nhau nên là thôi em cũng không làm lớn chuyện, cũng không nói này nói nặng lời. Em cũng sốc lắm, em cũng nghĩ là chắc ảnh xỉn thì kia nọ thôi, nhưng mà bữa đó là em không có nghe mùi rượu, nhưng mà anh nói là anh có uống rượu. Trước khi anh vô anh nói là anh có uống miếng xíu rượu nên là làm tí mà anh có ngủ quên á, thì em kêu anh dậy để anh về thì kia nọ, nhưng mà thấy anh có ngủ mẹ gì đâu, anh ngồi anh nằm anh coi phim xét. Chị nghĩ coi vô tiệm em coi phim xét là chị nghĩ như sao? Mà có mình em ở nhà thôi nên em cũng không nói gì. Thì cũng nghĩ là anh ảnh xỉn này kia nọ đi. Rồi lần thứ hai nữa. Một lần bỏ qua nha, lần thứ hai anh vô anh mở anh coi nằm nữa, em gọi đầu cho anh mà anh mở anh coi, anh đưa cho trước mặt em luôn. Chị coi ảnh bị có bị biến thái không? Xong em cũng không nói, em cũng không nói nha, tại vì em cũng nghĩ là thôi dù gì á ảnh cũng lớn rồi, với lại mình cũng nói thì kiếm chuyện nói đàng hoàng, nói nhỏ nhẹ cho nghe chứ không có kiểu mà nói lớn hay này kia nọ, thì cũng không có, cũng không chuyện cũng không tới đâu. Nhưng mà ảnh gọi điện cho em, ảnh làm phiền em. Ảnh gọi cho em, ảnh nhá máy chị. Ví dụ như anh em muốn nói gì, ví dụ như cắt tóc hay là sao đi. Không, ảnh gọi em nhá máy liên tục luôn. Ảnh canh giờ, ảnh qua là giờ không có ai xung quanh ảnh. Em còn camera, ảnh đi ảnh nhìn xung quanh không ai đóng cửa hết trơn, ảnh mới vô tiệm em. Vậy giờ chị nói lại với ảnh giùm em nha. Nhà em có camera, có chồng em về nữa kìa. Chồng em về kìa, chứ không phải anh ấy đâu. Nãy em điện em muốn cho ảnh qua, ảnh chở chị thì em cũng nói với chị luôn, còn nếu mà ảnh qua một mình thì kêu chồng em nói chuyện với ảnh. Tiệm em làm ăn chứ không phải tiệm em là chuyện tào lao, mà ảnh vô ảnh mở phim xét ảnh coi rồi ảnh gọi xong một lần nữa ảnh tính tiền với em, xong em đứng ra mở cửa em tiễn dòng ảnh về, cái ảnh mở phim xét ảnh đưa vô mặt em nè. Ảnh sợ em không thấy. Ảnh mở tiếng to em nghe mà em không nói, nhưng mà ảnh mở phim xét ảnh cho em thấy luôn, em quay camera hết trơn kìa. Chị về chị nói lại với ảnh giùm em nha. Em đây là em hiền đó, em không muốn nói làm lớn chuyện đó, chứ còn em có camera, nhà em có camera chứ không phải không có đâu. Em giận lắm luôn á, có chị em tôn trọng nên em kể cho chị nghe nha. Để về chị nói chuyện lại với ảnh rồi đó, giờ qua không biết. Nói với ảnh qua anh làm cái gì, hành động của anh sao là em biết hết á, chứ em phải em không biết đâu. Tại anh em hàng xóm này kia nọ nên em không có không có nói này kia nữa, chứ không làm lớn chuyện mất công còn ở này kia nọ nữa, nhìn mặt nhau nữa, nên là em nói với chị về chị nói lại với ảnh giùm em nha. Kêu ảnh là đừng bao giờ qua tiệm em làm nữa, em cũng không muốn làm cho ảnh nữa. Đó. còn camera này kia nọ ấy giữ, em vẫn còn giữ hình ảnh á, ảnh muốn gì thì qua đây em đưa cho ảnh coi. Mà ảnh muốn qua coi là em đưa ảnh đi lên trên kia coi luôn nha, coi chung luôn nha, chứ em không có muốn mà qua đây nói chuyện với em. Em đi đây là em tôn trọng, em nói với chị về chị nói chuyện to nhỏ gì với ảnh, chị nói sao chị nói. Chứ còn tiệm của em làm ăn chứ không phải là tiệm gì đâu mà tự nhiên cái vô một lần không nói hai ba lần chặn máy em luôn chị, chặn số em luôn á, nãy em lấy số chồng em gọi đó. Lúc ảnh gọi em á, lúc ảnh gọi ảnh làm phiền á thì ảnh mở ra, ảnh mở chặn ảnh gọi. Còn lúc mà ảnh không còn ảnh máy á thì ảnh chặn số em đi, em gọi ảnh đâu có được đâu. Ảnh gọi lại em được thôi chứ em gọi không được. Ảnh gọi xong rồi em không nghe máy, em bận gì đó, cứ tới em gọi lại không được. Xong ảnh kết bạn Zalo với em, ảnh kêu em kết bạn với ảnh. Kêu kết bạn gửi kem cho vợ anh này kia nọ, vợ anh mua thì em kêu chị muốn mua thì qua đây em đưa cho chị sức luôn. Sức xài hết đi rồi, hiệu quả thì trả tiền, còn không hiệu quả thì thôi không sao hết trơn á. Hàng xóm mà không cần mà phải gửi hình ảnh này, kêu kết bạn với ảnh đi, gửi hình ảnh cho vợ anh mua kem. Chị thấy giống quỷ không? Em kêu là mua kem thì qua đây đi, em đưa kem giờ cho khỏi mua luôn, khỏi trả tiền luôn. Vậy mà ảnh cứ nặng nặc cứ điện thoại cho em, Nhung ơi kết bạn với anh này kia nọ lum hết trơn á. Mà chị sợ sợ ở đây chứ phải chị ở dưới quê hay gì đâu, đúng không chị? Thì quá vậy. Hồi đó giờ đâu có đâu, về bộ muốn thành quỷ mới về.
Chị nói với ảnh là đừng qua tìm em làm đó nha chị. Hồi nãy em vừa mới gọi cho nó mọi người, cái xong rồi nó cảnh giác rồi mọi người. Nó biết em giống như là lừa nó qua rồi, nên nó kêu là nó qua nhưng mà nó chở vợ nó qua làm móng nữa. Em nghĩ chắc là nó biết cái gì rồi. Cái này không cho mọi người xem được biến thái rồi, dở trò rồi. Biến thái giờ khôn rồi, hết biến thái nổi rồi. Biết bị ta phát hiện ra mình biến thái nên hết hết dám rồi. Chở vợ qua ông nội. Mọi người thì em có nhờ một người nữa để coi thằng kêu thằng quỷ biến thái đó nó qua, để nó qua để coi coi nó có dở trò không thì em sẽ chửi nó rồi xong rồi quay lại này kia nọ. Nhưng mà nó hình như nó chặn số điện thoại em mọi người, không phải hình như mà là nó chặn số điện thoại em. Xong rồi em mới mượn điện thoại khác em gọi cho nó. Nó nghe máy nó hỏi ai vậy. Cái xong em nói là em, cái nó cũng hết hồn mọi người. Cái nó hỏi có gì không thì em kêu nó là, thì mọi người coi mọi người cũng thấy đó, thì em nói là em kêu nó qua làm đó mọi người. Cái xong không biết làm sao đó, nó như là nó để ý nó biết được hay gì á. Cái vậy là nó chở vợ nó qua mọi người. Nó chở vợ nó qua cái xong rồi vô tình mọi người, kiểu cũng không có ấy đâu. Cái anh mà em nhờ thì ảnh cũng cũng để cho nó thấy mọi người. Kiểu anh đó anh qua cái xong rồi kêu ảnh ngồi núp núp vô để đừng cho nó thấy. Cái xong ảnh ngồi ảnh kiểu vô tình đó, nó vừa mới chạy vô, nó vừa mới vô cái nó nhìn thẳng vô là thấy anh đó ngồi. Anh thấy bóng dáng nó, vậy là nó không vô mọi người, nó không vô tiệm, vợ nó vô thôi. Cái xong nó chạy xe đi với vợ, nó mới hỏi là đi đâu á. Cái xong rồi nó nói là đi mua nước đá. Đi mua nước đá, cái hồi nó quay lại cái nó nói với bà vợ là làm xong rồi họ đi về nha, nó đi làm luôn. Cái vậy thôi, nó không vô luôn mọi người. Nhưng mà nhìn cái mặt nó kiểu rén rén á, nó kiểu giống như nó biết rồi mọi người. Nó biết là em kêu nó qua có chuyện chứ không phải tự nhiên em ai kêu đâu. Em nghĩ là nó biết á, nên là thấy vậy rồi em xử nó luôn, nói với vợ nó luôn mọi người. Thằng đó đúng biến thái luôn á, càng ngày càng biến thái luôn. Bà vợ cũng có nói đó, hồi xưa không có mà giờ cái giống quỷ, quỷ thiệt mà. Bà ông đó nội đó thành quỷ luôn rồi chứ phải thành người. Bà vợ hiền lắm, chị vợ chỉ hiền lắm mọi người. Nói chỉ xong á thì như dụ như người ta nóng tính thì này kia nội ta cũng điện ta nói này kia nội, chị không nói gì hết, chị cứ im im, chị cũng hiền chứ nói này kia thôi. Cái xong rồi lúc chị đó vô thì em hỏi chị đó làm gì, chị đó nói là chị đó làm móng tay móng chân với lại cắt tóc. Thì lúc mới làm móng thôi chứ cắt tóc, nhưng mà mới làm móng thôi là em đã nói như vậy rồi. Ví dụ như người khác á mà họ quê hay là họ này kiểu kia thì họ sẽ đi về luôn chứ họ không có không có làm mặt, không có cắt tóc đâu. Chị đó thì vẫn cắt tóc mọi người, chị đó lại chị đó cắt tóc. Xong rồi lúc là đưa tiền cái chị đó run lắm, hồi hộp móc tờ 500 đưa, làm xong thì như có 70.000 thôi mà chị đó đưa em tờ 500. Cái em nói là có 70 thôi, chị có tiền lẻ không? Cái chị kêu 70 hả, để chị lấy 70 coi cho. Cái xong rồi chị móc trong cái ngăn bên kia quá cho tiền lẻ qua luôn, chị đó đưa cho em 70. Kiểu chị đó chắc cũng không biết bất ngờ hay là sao á, sợ hay gì em cũng không biết nữa. Chị đó run lắm, thấy tội nghiệp lắm. Mà thằng đó nhịn mặt bét, nó lĩnh thấy ghét lắm mọi người. Sukana gặp cái con nhỏ yêu nghiệt kia nó bơm hàng nữa chứ. Nó bơm hai đơn luôn. Gói hàng đã nó bơm. Có con xà mâu thiệt chứ.